Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm găng tay cao su y tế v globe của Khải Hoàng. Đây là găng tay có bột, một hộp như vậy là gần 100 đôi. Đây là sản phẩm chưa tiệt trùng. Thuận tiện cho việc hai tay. À, đây là sử dụng một lần. Hiện tại chúng tôi có găng tay có bột của Khải Hoàng gồm có size S, M và size L.